cả nhà em tên ngon quê ở cái môn ấp bình tây xã vĩnh thành huyện chợ lát tỉnh bến tre hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về cái uh, mai sắn mai sắn ghép góc con rồng nha con rồng của mình nó thì nó được ba đốt sống bạn rồng này bạn rồng này thì con rồng của mình thì nó được hai lượng sống nha cả nhà hai lượng chứ không phải ba lượng bạn rồng của mình thì là nó đây là một cặp nè bạn rồng của mình nó thì là à, nó có hai hai cái lượng lên à, cái à, một cặp này thì có giá là 400 trăm ngàn nó sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc luôn thì à, cái này thì được ghép là một mắt bo cái thân cây thì nó cỡ như ngón út nè tính từ miệng chậu đi lên thì nó cao một gan tay thì là cái hai cái bạn này thì là à, được ghép à, mai xoắn nè cái à, cành của nó thì nó xoắn rất là nhiều à, cành nó rất là khỏe luôn và gốc của nó thì nó đẹp luôn đây là một cặp một cặp sông long một cặp sông Long này thì có giá là 400.000 Ngân sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho cả nhà mình luôn cả nhà mình có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với Ngân cho Ngân địa chỉ ấp xã huyện tỉnh tên và số điện thoại người nhận Ngân sẽ gửi hàng cho cả nhà mình nha à, cả nhà nhắn tin vô số điện thoại nè gọi điện thoại cho Ngân chứ đừng có nhắn tin YouTube tại vì YouTube có nhiều tin nhắn nên nhiều khi nó bị trôi thì Ngân không có chốt đơn được ở trên YouTube À, và đặc biệt là zalo của ngân thì hiện tại đang bị đầy bạn đó, nên cả nhà mình nó bấm kết bạn sẽ không được nhưng mà à, cả nhà nhắn tin thì ngân sẽ nhận được cả nhà nhắn tin là ví dụ có cần thêm thông tin gì thì cứ hỏi ngân ví dụ như gửi thêm hình à, hoa hoặc là kích thước cây hoặc là cho ngân địa chỉ thì cứ nhắn vô zalo của ngân nè hai số đều có zalo hết 0386 569 374 hoặc là 0944 754 283 thì đều có zalo hết luôn À, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của ngân và đừng quên bấm đăng ký kênh của ngân để tiếp tục theo dõi nhiều video mới nha